Chu vi đường tròn, diện tích hình tròn. 1. Chu vi đường tròn. Cho đường tròn tâm ô bán kính R. Khi đó, chu vi của đường tròn này được tính theo công thức C bằng 2pi nhân R. 2. Diện tích hình tròn. Cho hình tròn tâm ô bán kính R. Khi đó, diện tích của hình tròn này được tính theo công thức S bằng pi nhân R bình phương. Chúng ta cần phân biệt tránh nhầm lẫn giữa công thức tính chu vi và công thức tính diện tích. Ở công thức tính chu vi, số 2 là hệ số nhân với pi R. Còn ở công thức tính diện tích, số 2 là số mũ của bán kính R.